Chào anh em đã đến với series câu cá huyền thoại. Video này chúng ta sẽ đi câu con cá Bluegill huyền thoại. Nó là một trong 14 con cá huyền thoại trong game này. Vị trí con cá này nằm ở hồ Flash Iron phía tây của Roris. Anh em có thể đi từ Roris qua đó. Riêng con cá này thì anh em chú ý giúp tôi là khi anh em đến nơi sẽ không thấy cái thông báo hay hình ảnh hiển thị gì về con cá huyền thoại này tại đây nhé. Nhưng mà anh em cứ đến đúng vị trí tôi ghim trên bản đồ, rồi dùng mồi câu đặc biệt là sẽ câu được nó. Anh em chú ý thêm là khi nhìn trên bản đồ thì trong đây có vẻ giống như một con sông, nhưng mà thật sự đây là cái hồ nhé anh em. Anh em chú ý để chọn cái mồi câu cho đúng. Cách để nhận nhiệm vụ câu cá huyền thoại và mua mồi câu thì tôi đã có làm một video hướng dẫn, link tôi để phía bên dưới nha anh em. Vị trí câu thì tôi thấy chỗ nào cũng được, hình như không quá quan trọng lắm. Tôi thì tôi chọn vị trí này, anh em có thể chọn vị trí khác tùy ý, miễn sao anh em nhìn thấy cái cảm giác hợp lý là được. Ở đây tôi chơi game trên computer nên tôi hướng dẫn anh em phương pháp câu bằng tiếng và chuột nhé. Phương pháp câu nhanh nhất thì anh em cứ tuân thủ quy tắc là cá chạy thì anh em không có làm gì cả, chỉ di chuyển con chuột trái phải để hướng cái cần câu theo hướng con cá chạy. Khi cá mà đứng thì anh em nhấn thanh dài space để kéo cá và nhấn thêm nút R để tăng cái tốc độ kéo. Có thể kèm thêm di chuyển chuột qua trái qua phải, lặp lại liên tục như vậy thì câu cá rất là nhanh mà không sợ bị hụt cá. Sau khi câu cá xong thì anh em có thể đem con cá về cái bưu điện gần nhất để gửi con cá bằng email cho cái thằng Jeremy. Nếu mà cá lớn thì anh em bỏ trên ngựa đem về, còn cá nhỏ thì anh em bỏ trong túi của mình. Cá nhỏ thì anh em không có sợ bị mất, nhưng mà cá lớn bỏ trên lưng ngựa thì trên đường đi nếu mà bị chết hay mất cá thì anh em có thể quay lại cái vị trí câu và câu nó lại ngay lập tức mà không phải chờ đợi nha. Sau khi chúng ta câu xong, anh em có thể nhìn trên bản đồ là nó đã hiển thị hình ảnh con cá, anh em thấy không? Như vậy là đã xong nhiệm vụ, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nhé.